Xin chào quý anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú nhé. Hôm nay thì em có tranh thủ đi cùng với một trong trong công ty bạn công ty và đi mua đồ nhưng mà vội quá không kịp quay quán ngồi ké ô tô để đi mua đồ nên là có mua được con súp. Thế em sẽ áo ra review cho quý vị anh chị cô chú xem. Súp này trước em có một con rồi nhưng mà em đã để cho một anh khác rồi. Này em thấy một con này nó thì em cũng mua về con này nó nghe hay thế nên em thấy em mua thêm. Ở đây quý vị một con súp rất là đẹp đẹp long lanh luôn. Đây thì là cái băng dính nó dính nhá, không phải là trước Yamaha ISTSW105 nha quý vị. Đấy. Thì ngoại quan rất là đẹp, gỗ là đẹp nhá. Ở phía sau cái sản phẩm này thì vậy các cái nút phím thì đều đầy đủ hết, các cái giắc thì đều ok, các cái nút phím đầy đủ hết, các giắc thì còn rất là đẹp, lẫy đều ok hết, các nguồn gì thì đều ok cả. Em có mua thêm một cái bộ dây đây rồi, mà cái dây nguồn nó của nó thì em mua thêm một cái bộ dây để nối lên âm ly đây rồi. Thông số đây nha quý vị, đây là Yamaha ST một ISW 105 Yamaha Corporation này, 100V 60W 50 60 Hz Indonesia như vậy nhá. Indonesia đây là thông số của nó, số seri nó khúc này còn nguyên bản, các con ốc ốc ấy chỉ là còn nguyên bản hết. Tí nữa em sẽ vào em test cho quý vị anh chị cô chú cùng xem cái sản phẩm này. Đây quý vị, đây là sau khi em đã ghép cái cục trầm này vào với cái âm ly cũng như cái bộ loa của em. Đây trục trầm Yamaha FX105 cộng với một con loa center cũng là Yamaha. Em sẽ quay phía sau lại cho quý anh chị của chủ cung coi. Đây Yamaha Made in Malaysia quý vị chưa? 6V 50W cho đến 200W. Này NSC105 Yamaha, con này thì ngoại quan rất là đẹp luôn. Đấy, 50W đến 200W khá là ok. Một loa center nhỏ như này. Con này thì giá nó cũng rẻ thôi. Về Việt Nam thì nó cũng rẻ. Thì nó nặng nên là cái cước của nó nặng là chính. Con này nó nặng 4 5 cân rồi. Mất 1 triệu tiền cước rồi. Còn cái giá nó thì cũng cũng chưa bằng thì cũng tầm ngang với tiền cước thôi. Đấy thì em sẽ test một đoạn nhạc không lời quý vị coi trước khi có trầm và sau khi có trầm thì nó như thế nào. Để tạm thời em tắt trầm này. Đấy, đây là em đang nghe với không trầm nha quý vị nhé. Nhạc cũng mấy cái loa này cũng đánh khá hay, mấy cái loa bass nó cũng to, nó cũng có cái trầm ra hay một chút, nhưng mà em sẽ bật cái trầm lên. Đấy, có trầm vào thì quý vị nghe thấy tiếng nó khác hẳn, là nhạc nó hay hơn hẳn đúng không ạ? Con súp này thì về Việt Nam tầm 3 triệu 5 tỷ, nó cũng tương đương với giá ở Việt Nam, tuy nhiên hàng thì để đảm bảo là hàng nó chuẩn hơn, phần khó khả năng nó chậm hơn một chút so với một số con ở Việt Nam thôi chứ không phải so với tất cả. Cũng nhiều người đưa hàng chuẩn này về bán cũng có, nhưng mà cũng có người đi hàng bãi về có mông máo chút, đó thì nghiệp vụ của anh em thôi, tùy giá nó cũng có thể tương đương nhau. Nhưng mà cái hàng này thì em mua quán nguyên bản ở quán thì nó đảm bảo. Con súp trên kia này cũng con tra center ở trên kia thì em mua nguyên bản ở từng quán luôn, còn phía bảo hành luôn nha quý vị. Đấy em cho nhỏ tiếng một chút không này ảnh hưởng đến xung quanh. Đấy thì vừa bật cái test cái loa trầm về để nó center cho quý vị cùng coi. Phần xung quanh đây thì hàng máy tính của em vẫn rất là nhiều. Đợt này cuối năm hải quan hàng khá là gắt gao nên là hàng máy tính nó sẽ về chậm hơn chút, hàng em chất rất nhiều quý vị nhé. Hộp là máy tính với đồ đạc ở trong hộp.
sẽ đựng vào cái hộp này nữa, rất là nhiều. Em xin kết thúc video tại đây. Em xin cảm ơn quý anh chị cô chú đã theo dõi ủng hộ và xin chúc sức khỏe tới quý vị anh chị cô chú. Hẹn gặp lại trong các video lần sau.